Bây giờ thầy trả lời cho cái câu hỏi là thế có được phép tiến hành đồng thời nhiều cái phép biến đổi sơ cấp trong cái quá trình mà chúng ta biến đổi ma trận hay không? Thì thầy nhắc nhanh lại, trong cái thao tác tính toán đối với ma trận đó thì chúng ta có một cái gọi là phép biến đổi sơ cấp. Từ ngữ nó lỏng quảng phức tạp chứ còn thật ra mà nói phép biến đổi sơ cấp biết từ hồi cấp 2 rồi. Khi chúng ta giải hệ phương trình các thứ thì chúng ta tiến hành cộng vế theo vế của phương trình này với phương trình kia ở phương pháp thế chẳng hạn, à đúng không, phương pháp khử đại số chẳng hạn, phương pháp khử chẳng hạn đấy hay là nhân cả hai vế của một phương trình với cùng một số, trước khi cộng vế theo vế hoặc là trừ vế theo vế thì có thể là chúng ta nhân cả hai vế của phương trình với cùng một số, đúng không? Thì lên đại học thì chúng ta tiến hành đối với những cái hệ phương trình có kích thước lớn hơn, và trong phép biến đổi đó thì cái nguyên tắc chẳng có gì khác cả. Chúng ta có thể cộng vế theo vế của hai phương trình với nhau để ra một cái phương trình mới, trừ vế theo vế của hai phương trình với nhau để ra phương trình mới, nhân cả hai vế với một phương trình rồi sau đó với gì? Với cộng để ra một phương trình mới. Đúng không? Đấy, thế đấy ví dụ như này. Chúng ta có một cái ma trận hệ số đứng trước các cái ẩn của phương trình là 1, 2, 3, 5, 4. À, thôi cho nó nhỏ nhỏ thôi, 3, 7, 1, 2, 1, trừ 3, ví dụ vậy chẳng hạn. Thế thì thầy muốn cho cái phần tử ở chỗ này nó bằng 0 để triệt tiêu bớt cái số ẩn của cái phương trình này đi. Thì thầy có thể nghĩ đến cái kịch bản là nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với, của hàng thứ nhất với 2, rồi đấy hàng nhất trừ hàng 2 thì 2 nhân với hàng 1 trừ đi hàng 3. Nhân cả hai, tức là chúng ta nhân đồng thời hàng thứ nhất với 2 rồi lấy hàng thứ nhất, kết quả của nó trừ đi hàng thứ hai thì sẽ được là hàng thứ nhất là vẫn là 1 2 3 chúng ta giữ nguyên. Nhân với 2 thì chỗ này thành 2 4 gì? 2 4 6, nhưng không cần thiết phải viết nó ra nữa. 3 7 1. 2 nhân với hàng 1 là 2 nhân 1 là 2 trừ đi 2 còn 0. 2 nhân với 2 là 4, 4 trừ 1 còn 3. 2 nhân 3 là 6, 6 trừ đi trừ 3 bằng 6 trừ đi 6 trừ đi trừ 3 bằng 9, đúng không? Thế là được cái này bằng 0 này. Nó đang là 2x1 cộng với x2 trừ 3x3 bằng bao nhiêu đó, thì bây giờ nó trở thành 0x1, hay là nói cách khác là 3x1 3x2 cộng với 9x3, ví dụ vậy. Thế được một triệt tiêu bớt được cái thằng này. Giả sử thầy muốn triệt tiêu thằng 3 này chẳng hạn, thì thầy có thể nghĩ đến cái động tác là nhân cả hai vế của thằng này với nhân cả cái hàm này với 3. 3 hàng 1 rồi trừ đi hàng 2. Thì lại ra một cái ma trận mới mà 3 trừ đi 3 là hết, 1 2 3 vẫn giữ nguyên, 3 nhân 3 vào đây, 3 nhân 1 là 3 trừ 3 không. 3 nhân 2 là 6 trừ đi 7 còn trừ 1. 3 nhân 3 là 9 trừ 1 còn 8. Chỗ này là 0 3 9. Đến đây ví dụ thầy đã muốn triệt tiêu cái con 3 này chẳng hạn. Đúng không? Triệt tiêu con 3 này thì có thể nghĩ đến cái động biến nó về không mà để cho cái phương trình cuối cùng này nó chỉ có một ẩn thôi, thì thầy có thể nhân cả hàng này với mấy ba được. Dùng phép biến đổi là 3 nhân 3, 3 hàng 2 thì được kết quả bao nhiêu cộng với hàng 3, đúng không? Hàng 1 chúng ta giữ nguyên là 1 2 3, hàng 2 của chúng ta là 0 trừ 1 8, nhân cái này với 3, 3 nhân 0 là 0 cộng 0 vẫn là 0, 3 nhân trừ 3 3 nhân xin lỗi 3 nhân trừ 1 là trừ 3, trừ 3 cộng 3 là 0. 3 nhân 8 24, 24 cộng 19, 24 cộng 19 là bao nhiêu nhỉ? 33. Đấy. Vậy nó ra cái này là 33 x3 thì bằng mấy đó? Cái này có được phương trình ở dạng tam ma trận ở dạng tam giác này. Cái này có một ẩn này, có hai ẩn này, cái này có ba ẩn này. Đúng không? Đấy. Thì từ đây chúng ta giải ra được gì? X3 thế x3 vào đây thì giải được x2. Thế x3 và x2 vào đây chúng ta giải ra được gì? X1. Thì cái động tác thầy vừa làm mới gọi là phép biến đổi sơ cấp. Với câu hỏi là có nên tiến hành đồng thời nhiều phép biến đổi không? Có được hay không? Thì chả được thì sao? Vừa giờ thì làm từng cái phần việc một. Còn nếu mà em mà tiến hành đồng thời ấy, chả ai bắt em cả, chả ai ngăn em cả. Nhưng nên ấy thì không nên. Đây thầy thực hiện đơn lẻ từng phép phép biến đổi một. Một phép biến đổi này, hai phép biến đổi này, ba phép biến đổi này.
Thầy bảo chứ em ơi, thầy ơi em làm ba những cái động tác như thầy vừa làm ấy, em làm liền một mạch ba cái đồng thời được không? Có giỏi thì em cứ làm, nhưng rõ ràng là không nên chút nào, bởi vì sao? Tiến hành đồng thời ba phép toán như thế nó rất khó, vô cùng khó, vì lúc đó em sẽ phải hình dung được, em phải hình dung được là vậy thì cần phải, ví dụ với cái mục tiêu là biến nó thành mái trận tam giác chẳng hạn, sẽ phải hình dung được lấy cái hàng nào cộng với hàng nào trừ hàng nào được kết quả là bao nhiêu, được kết quả là bao nhiêu, rồi lại hình dung tiếp, hình dung ra được trong đầu phép toán này, xong lại hình dung đầu phép toán này, xong lại hình dung đầu phép toán này, có hình dung nổi không thì câu trả lời là không, mệt não lắm và không nên chút nào cả. Cho nên thôi, tốt nhất là cứ thực hiện từng phép tính một, nó hơi mất thời gian một chút nhưng cứ thực hiện từng phép tính một. Khi chúng ta tính toán nó nhiều thì chúng ta các cái công đoạn tính toán này nó sẽ trở nên thuần thục và nhanh hơn thôi. Đấy nhá, đấy. Câu trả lời là không nên một chút nào, chứ không ai bắt em là có hay là không cả. Về mặt quy định ấy, là tiến hành đồng thời được, chả sao cả. Ba cái thầy vừa làm em làm một bước thôi cũng được, không sao hết. Thế có thể viết gọn này, em có thể viết một quy trình là từ cái ma trận đầu tiên này về ma trận cuối cùng này bằng cách là gì? Lấy 3 hàng 1, lấy 2 hàng 1 trừ hàng 3, sau đó lại 3 hàng 1 trừ hàng 2, rồi lại 3 hàng 2 cộng với hàng 3 để ra ma trận này, thực hiện 3 cái đó liền. Nhưng không hình dung nổi, không hình dung nổi một bước mà từ đây ra đây đâu nhé. Thứ hai, thầy cũng cần mở rộng thêm cái kiến thức như này để cho em hiểu biết thêm thôi. Ví dụ chúng ta vẫn hay thực hiện các phép toán cộng trừ nhân chia, ví dụ phép cộng đơn giản này, chúng ta lấy một cộng với phép toán là 1 + 5 + 7 chẳng hạn, nó dễ quá, đọc được ngay kết quả là 13. Và chúng ta cứ ngỡ rằng chúng ta thực hiện hai phép toán liền một lúc, thật ra không phải đâu. Chúng ta thực hiện có một phép toán đấy, lấy 1 + 5 = 6, 6 + 7 = 13, hoặc là lấy 5 + 7 = 12 xong cộng với 1 = 13, hoặc là lấy 1 + 7 = 8 xong với cộng với 5 = 13, có thể kết hợp hai cái nào đó trước thì tùy. Nhưng bởi vì nó đơn giản quá, chúng ta chỉ thoáng một cái là xong. Chứ chúng ta cứ ngỡ rằng là chúng ta thực hiện liền một lúc hai phép toán, nhưng thật ra là từng phép toán một, có chăng là chúng ta thực hiện nó quá nhanh, vì nó quá dễ chúng ta thực hiện quá nhanh, chúng ta cứ ngỡ sau này chúng ta thực hiện được hai phép toán, không phải vậy mà vẫn cứ là, về bản chất vẫn cứ là từng phép toán một. Thêm một cái điều rất quan trọng này nữa trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đó là khi mở máy tính ra thì chúng ta thường hay có thói quen là vừa nghe có một số bạn chẳng hạn có thể mở cái máy tính ra và ở một cái tab này thì máy mở máy tính nhá. Thì máy vừa chúng ta vừa nghe nhạc cộng với vừa đọc báo, hai cái đó đồng thời đọc báo thì, hoặc là vừa nghe nhạc vừa xem bóng đá chẳng hạn. Ở cái tab cửa sổ này thì chúng ta mở ca nhạc, ở cái cửa sổ kia thì chúng ta mở bóng đá, tai chúng ta nghe và mắt chúng ta nhìn, thì lấy ví dụ vậy chẳng hạn. Và chúng ta cứ ngỡ rằng máy tính đang thực hiện song song đồng thời hai công việc, thực ra không phải đâu. Nó thực hiện hoặc là chúng ta vừa nghe nhạc, chúng ta vừa soạn văn bản chẳng hạn, chúng ta vừa gõ máy tính chẳng hạn. Những cái động tác rất là phổ biến phải không? Chúng ta vẫn cứ ngỡ là máy đang làm đồng thời hai việc ấy. Nhưng không phải đâu, nó làm từng việc một đấy. Chỉ có đôi là nó diễn ra quá nhanh mà chúng ta không biết. Nó phát ca nhạc một tí, xong lại nhận lệnh, hoặc là nó lại hiển thị báo một tẹo, xong lại phát ca nhạc một tí, xong hiển thị một tẹo. Khi chúng ta nó cứ thực hiện công việc này một tí, xong lại thực hiện công việc khác một tẹo, nhưng mà nó diễn ra quá gì, quá nhanh đến mức độ mắt chúng ta không cảm nhận được cái chuyện đó. Chúng ta tai chúng ta nghe ca, vừa nghe ca nhạc nhé, chúng ta vừa soạn văn bản nhé, thì máy nó phát ra ca nhạc một tí, xong lại này gì, nhận lệnh soạn văn bản một tẹo, phát ca nhạc một tí, văn bản một tẹo,
nó nhanh lắm, nhanh lắm, nhanh lắm. Tần số của nó rất lớn, nó thay đổi, chuyển đổi rất lớn. Thế là chúng ta không cảm nhận được. Vì chúng ta cứ tưởng là thực hiện đồng thời. Đấy thì máy nó cũng vậy thôi, nó cũng cùng cơ chế như con người. Thực chất là chúng ta thực hiện từng cái phép toán một. Chứ không phải là thực hiện đồng thời nhiều phép toán đâu. Nhiều lúc chúng ta cứ tưởng là đồng thời nhưng không phải đâu. Vẫn cứ là lần lượt từng phép toán một. Có những lúc mà nó dễ quá đến mức độ chúng ta cứ tưởng là chúng ta đang thực hiện đồng thời. Vậy thôi. Thì nói nan man thêm cái chuyện này một chút để em hiểu thêm. Nhân trả lời cho câu hỏi có được tiến hành đồng thời nhiều cái phép biến đổi của ba trận hay không?